Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2022, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế đã phê duyệt giá bán thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 do các nhà sản xuất kê khai. Thuốc có giá bán từ 8.600 đến 12.500 đồng mỗi viên. Theo công bố giá của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế, giá bán thuốc cụ thể như sau. 1. Thuốc Monopiravir 400mg dạng viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất có giá là 11.500 đồng một viên. Dạng hộp có 1, 2, 5 vỉ nhân 10 viên mỗi vỉ. 2. Thuốc Monopiravir 200mg dạng viên nang của Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekofa có giá 8.675 đồng mỗi viên, dạng hộp 10 vỉ nhân 10 viên. 3. Thuốc Monopiravir Stella 400mg của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Stella Farm chi nhánh 1 có giá 12.500 đồng mỗi viên, dạng viên nang cứng, mỗi hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ 10 viên. Trước đó, ngày 17 tháng 2, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir 400mg do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Stella Farm Việt Nam sản xuất. Thuốc Moravir 400mg của Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam và Movinavir của Công ty Cổ phần Dược phẩm Mekofa. Đây là 3 đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép sản xuất thuốc kháng virus Monopiravir. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, Monopiravir đã được Bộ Y tế cấp phép cho các ca mắc COVID-19 nhẹ điều trị tại nhà và đã phân bổ cho 53 tỉnh thành. Theo các chuyên gia, việc có 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất trong nước được cấp giấy phép lưu hành trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Bộ Y tế cũng cho biết 3 loại thuốc sản xuất trong nước có thành phần hoạt chất Monopiravir được chỉ định điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chuẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.